Xin chào tất cả bạn trở lại với channel của chú Hè Mini. Và đã lâu chú Hè Mini không ra clip hướng dẫn bong bóng nghệ thuật, và giờ đây chú Hè Mini đã trở lại với các bạn để hướng dẫn cho các bạn làm về bong bóng nghệ thuật đó. Và ngày hôm nay chú Hè Mini sẽ hướng dẫn cho tất cả bạn bài tập mà chắc chắn những bạn nữ sẽ rất là yêu thích con này, một nhân vật rất là nổi tiếng ở Nhật Bản, đó chính là con Hello Kitty. Thấy dễ thương không? Trời ơi, dễ thương quá. Rồi, và để làm được con Hello Kitty thì chúng ta cần 3 quả bóng 260 dài, cũng như là một quả bóng hình trái tim có hình Hello Kitty đây các bạn. Đó, các bạn nhìn rõ không? Rồi, bắt đầu vào bài tập của mình thôi nào. Đầu tiên thì chúng ta sẽ dùng quả bóng bóng màu hồng dài và bơm lên. Bơm lên 3 hơi nha các bạn. 1, 2, 3, rồi 3 hơi. Cột lại. Rồi, và đầu tiên thì chúng ta sẽ tạo một hạt đậu. Nha. Rồi, đo khoảng một gang tay nhỏ, một gang tay vừa phải thôi nha các bạn. Bóp một cái cho bong bóng hơi nó lên nè. Và tạo thêm một hạt đậu nữa. Đó, như thế này. Sau đó thì cái này chúng ta sẽ nối nó vào đây. Nối vào đây. Bóp một cái và nối nó vào. Đó. Đã, xong như vậy. Xong, tiếp theo khúc này nối nó qua đây, nhưng với điều kiện là các bạn phải đóp thật là mạnh nha, thật là mạnh cho cái hơi nó thật là đè nặng xuống đó, cho cái hơi nó nhỏ hơn với cái này nha các bạn. Đó, rất đơn giản thôi. Sau đó ngược trở lại bên này, từ đây nối qua đây, cũng bóp thật là mạnh làm sao cho cái hơi này nó bằng cái hơi này đó. Đó, như thế này đây các bạn. Đây, đơn giản đúng không nào? Và tiếp theo chúng ta sẽ đo thật là dài nào, đó thật là dài, vòng qua nè, vòng qua, gắn nó vào đây như thế này, đó. Và cái còn lại thì chúng ta gắn nó vào bên này thôi. Xong rồi, đó. Ui, một cái hình 1 2 3, bên này cũng 1 2 3, có hai cái đầu và cái này nhìn giống cái cục. Rồi, tiếp theo thì chúng ta sẽ dùng cái bong bóng màu trắng bơm lên 1 2 2 hơi rưỡi thôi các bạn. Cặp được 2 hơi rưỡi chưa, rất là dài nha các bạn. Đó rồi, việc đầu tiên chúng ta chừa là hai đốt tay. Đó, một hạt đậu nhỏ để cho em đi làm gần cho các bạn dễ nhìn nhá. Một hạt đậu nhỏ gắn nó vào đây là cánh tay của Hello Kitty. Rồi, sau đó chúng ta bóp thật là mạnh, lấy một hạt đậu rất là bé thôi này, rất là bé thôi, lấy ngón tay út giữ vào và chừa khoảng một đoạn, đó, 5 cm nha các bạn. Đó, 5 cm. Xong, sau đó chúng ta tạo một hạt đậu nhỏ. Đó, hạt đậu này là bằng hai ngón tay. Sau lại tạo thêm một hạt đậu nữa bằng cái hạt đậu này. À, rồi, như vậy. Xong rồi chúng ta lại tạo một cái 5 cm đi. Đó. Đấy, 5 cm. Đó, một hạt đậu nhỏ kèm ngón tay vô. Một khúc cần khoảng 5 cm. Cộng với một hạt đậu nhỏ và 5 cm. Và chúng ta tiếp tục làm một hạt đậu nhỏ nữa. Đó, đối xứng với bên này. Đó, thấy không? Xong rồi các bạn sẽ gắn nó lại bên này. Đó. Rồi, nó sẽ ra như thế này. Rồi, bây giờ là các bạn sẽ băng cái này ra. Và nối hai cái khúc này, này cái khúc này. Với lại cái khúc này. Đó, bóp nó lại với nhau. Bóp lại, nó sẽ được như thế này. À, cũng hơi phức tạp một xíu ha. Nhưng mà cứ làm từ từ sẽ quen. Sau đó các bạn cầm dùa cái này ra, các bạn xoắn lại. Đó. Rồi, như vậy. Sau còn lại thì chúng ta sẽ tạo hạt đậu bằng với bên này. Hạt đậu bằng với bên này. Đó. Giữ tay vô, bạn nắm thật là nắm. Rồi, ngắt. Ây da. Cột. Xì bớt đi nào các bạn, xì vừa phải. Rồi. Cột lại. Sau đó, cái này chúng ta cột lại nè. Đó. Đây là hai cái tay của Hello Kitty nha các bạn. Hai cái tay xuống. Rồi. Xong. Chúng ta sẽ lấy cái khúc dư này, chúng ta gắn nó làm cái tay cầm. Đi vô.
Rồi bây giờ chúng ta sẽ tạo 4 hạt đậu nha. Một hạt này gắn vô. Hai hạt gắn vô. Rồi tạo một hạt nữa là 4 hạt rồi các bạn. Gắn vô. Xong, nó sẽ như thế này. Đó, cũng không phức tạp lắm đâu. Và việc tiếp theo là chúng ta sẽ dùng cái bóng trái tim hình mặt Hello Kitty. Đó. Rồi, bơm lên. Bóp cái à, đây là hình Hello Kitty. Bây giờ sao nó méo đấy. Đây Hello Kitty. Rồi, một cái này. Rồi, chúng ta sẽ nhét cái đầu nó vào trong này. Khóa nó lại với cái kích trong này. Nhét vô. Đó, lôi nó ra nè. Uống nó cả là nó sẽ thật cái đầu này. Rồi. Xong. Đây là con Hello Kitty. Các bạn muốn nó đẹp hơn thì các bạn sẽ làm thêm một cái hình trái tim nữa tùy theo màu mà các bạn muốn. À, chú Hè Mini sẽ dùng màu vàng nhé. Rồi, dùng bóng màu vàng. Bơm lên. 1, 2, 3, 4, 5. Bơm đầy lên luôn nha các bạn. Đó. Sau đó chúng ta cột hai đầu lại với nhau. Rồi, cái bong bóng cây trái tim thì các bạn đã học ở chú Hè Mini rồi đúng không nào? Và giờ đây, chú Hè Mini sẽ hướng dẫn lại cho tất cả các bạn nha. Các bạn cầm vuốt lên, cầm cho nó cân đối, sau đó bẻ nó xuống lại, giữ hai cái lại với nhau như thế này. Đó, bóp một cái cho nó tạo một cái nấm. Rồi ham bóp quá, bẻ luôn rồi. Làm lại. À, ây da, bẻ cái nó bị gung luôn các bạn ạ. Bơm lên. Nó này. Rồi, đó. Cân bằng nha, xong rồi uống xuống. Giữ hai đầu lại cho nó bằng với nhau nè. Đó, thấy không? Đây, đây mình trái tim chưa? Bóp. Giờ bóp vừa vừa thôi các bạn ạ. Bóp, bóp. Rồi. Sau đó các bạn dùng, các bạn đẩy hai bên qua lại đều. Đẩy lên, đẩy xuống, đẩy qua lại lại. Tăng 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 tăng. Đó, ban đầu thì cặp chưa có đều đâu, nhưng mà rồi sẽ đều. Các bạn sẽ gắn trái tim nó vô đây. What? Gắn trái tim nó vô đây. Đó, rồi lâu ngày chú Hè Mini không có ra clip. Đấy, bây giờ trình độ nó bị xuống luôn rồi. Đó, gắn nó vô đây. Đó, đó. Tôi sẽ sửa lại nha. Lấy lại một bàn đi. Bơm lên. Buồn quá à, ngày hôm nay làm sao bể hoài luôn à. Đó, gắn vô. Xì, hết tiêu luôn rồi. Buồn chưa. Để lấy màu trắng cho đúng màu nha các bạn. Các bạn mà bị bể thì các bạn có thể là chích nổ nó đi để làm lại cái phương đoạn là từ cái chân. Mà các bạn nào biết sửa thì có thể sửa tự sửa luôn. Rồi đây. Rồi, xì hết tiêu luôn rồi. Biết sao không các bạn? Tại nhiều khi là cái bong bóng của chú Hè Mini cũng đã lâu quá rồi, không có ra clip. Nên là cái bong bóng nó bị hết hạn sử dụng mất tiêu. Vậy chú Hè Mini sẽ ra clip thường xuyên hơn. Các bạn hãy subscribe kênh cho chú Hè Mini để tạo động lực cho chú Hè Mini ra clip thường xuyên hơn nha các bạn. Rồi, trái tim đâu rồi? Trái tim đi đâu rồi? À, đặt trái tim tình yêu đây rồi. Buồn ghê, bay hoài. Hello Kitty làm giữ có cắn, biết bay. Gắn vô đây. Trời ơi. Thời gian lâu không làm clip, câu chuyện nặng là nó cũng rút tay nghề rồi. Đó.
xong Hello Kitty rồi đó, các bạn có thấy đơn giản không nào? Thôi, nếu mà các bạn mà không có bóng hình mặt Hello Kitty á, thì các bạn có thể dùng bóng hình trái tim, sau đó các bạn vẽ lên nha, cái mắt đó, xong ba cái râu, nhưng mà tốt nhất là có hình là Hello Kitty thì sẽ nó đẹp hơn. Rồi, chúc các bạn thành công và nhớ đừng quên like, share and subscribe kênh cho chú Hè Mini để tạo động lực cho chú Hè Mini không có làm clip bị bẻ nữa, cũng như là để cho chú Hè Mini hưng phấn hơn, hướng dẫn nhiều clip hơn dành tặng cho các bạn nha. Đó, và giờ đây chúc tất cả các bạn thành công. Các bạn bài tập sau các bạn muốn chú Hè Mini làm con gì thì hãy comment ở phía bên dưới để chú Hè Mini sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn. Bất kể con gì cũng có, mà con gì khó quá thì thôi bỏ qua, không có biết làm đâu. Để tu nghiệm lại, biết làm sẽ hướng dẫn cho tất cả bạn. Thôi xin chào và hẹn gặp lại, chúc các bạn thành công, bye bye. Sleep.